Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 7 tháng 6 để chuẩn bị đấu giao hữu quốc tế với đội Hồng Kông vào ngày 15 tháng 6. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân Lạch Tray để xem trận đấu quốc tế đầu tiên của đội Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie có gì khác biệt. Thực ra đây là đợt tập huấn thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Chu Xie, đợt đầu tiên vào tháng 3 chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 ngày, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với các tuyển thủ. Bởi vì họ bắt đầu nhận diện được triết lý mà huấn luyện viên muốn áp dụng cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ bắt đầu hình dung được mong muốn của ông Chu Xie về cách chơi của đội tuyển trong thời gian sắp tới. Các vị trí cũng đã hình dung việc mình cần phải làm khi được đặt vào sơ đồ 3-4-3. Huấn luyện viên Chu Xie sẽ đi tuyển quân tại V-League. Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Chu Xie sẽ có nhiều điều khác biệt. Các thủ môn kiểm soát bóng thế nào? Chọn vị trí nhận bóng hỗ trợ các trung vệ và phát động tấn công ra sao? Các trung vệ khi có bóng làm gì? Di chuyển hỗ trợ đồng đội ở thời điểm nào? Khu vực cụ thể? Chạm đầu tiên hợp lý để mở ra hướng tấn công và quan trọng nhất là chất lượng đường truyền lên phía trước. Bài học vỡ lòng mà các tuyển thủ được học trong 4 ngày đầu tiên là kiểm soát bóng thật chắc ở phần sân nhà, không chuyền dài, chuyền bổng vu vơ, không có sự chủ định. Các cầu thủ tuyến dưới liên tục di chuyển để luân chuyển trái bóng một cách mềm mại và chính xác, làm tiền đề cho những đợt tấn công tiếp theo. Ở đợt tập trung sắp tới, có lẽ tất cả yêu cầu vừa nói trên sẽ phải được thực hiện với chất lượng cao hơn, chính xác hơn, tốc độ hơn, dưới áp lực cũng lớn hơn. Đội Hồng Kông có thể sẽ chơi áp sát, tranh chấp, pressing tầm cao, cường độ cao nên trình độ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam cũng cần nâng cấp lên một level mới. Hơn nữa, bài toán ở khu vực giữa sân với khả năng nhận bóng, điều tiết và tổ chức tấn công ở 1/3 sân đối thủ cũng là điều mà các cầu thủ cần làm tốt hơn. Chúng ta mong muốn đội tuyển Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu một cách chủ động để rồi từ đó liên tục tổ chức những đợt tấn công đa dạng, hiệu quả và ghi được những bàn thắng đẹp. Không những thế, khả năng chuyển đổi pressing giành bóng khi mất kiểm soát cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng. Cứ nhìn cách Man City kiểm soát bóng và áp đảo Real Madrid trong 15 phút đầu tiên của trận bán kết lượt về Champions League là rõ. Không chỉ là tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70% mà quan trọng hơn, trong khoảng thời gian đó, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ để đối thủ thực hiện 13 đường truyền. Có nghĩa là kể cả khi có hay không có bóng thì Man City đều giành quyền chủ động tuyệt đối. Có bóng là luân chuyển nhịp nhàng, tìm khoảng trống để tấn công, dứt điểm. Mất bóng chuyển trạng thái áp sát tranh chấp nhanh nhất, quyết liệt, mạnh mẽ, chính xác để giành lại bóng và tiếp tục tấn công. Nguyễn Văn Tùng có thể được gọi vào đội tuyển Việt Nam nhưng xem TV và phân tích thì rất dễ, còn chuyển hóa lối chơi đó, những tình huống đó để thành các bài tập hiệu quả, áp dụng tập luyện thành thạo trên sân tập rồi đưa vào trận đấu lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Đôi khi mất cả một quãng thời gian khá dài. Thậm chí những chiến thuật gia lừng danh như Pep, Klopp, Mourinho hay Ten Hag cũng phải mất 1-2 mùa giải mới có được thành công. Vì có quá nhiều thứ mới mẻ, có rất nhiều quy định khó mà cầu thủ phải triệt để tuân theo. Tập luyện với huấn luyện viên Chu Xie không chỉ là thực hành trên sân mà cả tự thấm nhuần lý thuyết, yêu cầu cho từng cá nhân về các kiến thức liên quan đến triết lý lối chơi, chuyên môn của từng vị trí. Chưa kể việc chúng tôi còn phải quên một số thói quen không tốt để tiếp nhận những yêu cầu mới. Văn Hậu ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023, huấn luyện viên Chu Xie cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân đầu tiên, đó là những chia sẻ rất thật của Dũng và đồng đội sau trải nghiệm của 4 ngày đầu. Nhưng có lẽ mọi sự thay đổi đều phải bước qua rất nhiều khó khăn. Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mới và cảm nhận rằng cái mới đó hiệu quả. Trận giao hữu với Hồng Kông cũng vậy, điều mà khán giả mong đợi chưa hẳn là một chiến thắng, mà là một đội tuyển Việt Nam có hình hài, dáng dấp của một đội bóng lớn, chủ động kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu tốt và có những phương án tấn công hiệu quả. Trước mắt thế là đủ.